Chào Messi. Đây là Messi. Bà bầu Messi bây giờ nó bầu được hơn một tháng rồi. Vì là chào Pila. Pila thì lúc nào cũng thích chơi bóng. Nào. Siro ơi. Siro. Si. Messi. Jumi. Núi đá. Nhà chỗ nào cũng thấy chó từ chó Tây đến chỗ ta. Chiro. Ui, 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 ui. Siro có thể lịch sự hơn được không? Pila. Sao đợt này mấy đứa không chịu liếm mặt cho nhau à? Mà sao lại mặt lại có ghen mắt là như nào? Chiro. Nuôi mấy con chó cảm thấy cuộc sống nó rất là yên bình. Yên à, thanh bình. Nào. Lớn rồi nha, không chơi cái bài gặm vậy đâu. Rottweiler nó rất là hiểu ý người. Rất là người lớn. Rất yêu. Ai nuôi rồi, nuôi cái con Rottweiler gần người rồi thì sẽ hiểu. Chứ còn Rottweiler là nó không có thích hợp với cái việc nuôi nhốt đâu. Nó thích hợp với việc nuôi thả và thích hợp với việc là ở gần người. Bởi vì cái giống Rottweiler nó rất là tình cảm và nó rất là thông minh. Thành ra là nếu mà nuôi mà nhốt nhiều, không có gần người thì cái con chó nó sẽ theo cái diện như là tự kỷ ấy. Nó không phát triển cái tâm lý bình thường được. Ơi, không bắt nạt em. Cái con này, hai con nhóc con này thì lại cứ đi trực trực ti trộm. Bú ti thì Messi thì đang bầu, là Messi bực. Messi ra đây nè. Đang trước. Nào Siro bỏ ngay cái trò cắn cắn gặm gặm đi nha. Si quay mặt đây nè. Chào đá, chào núi. Hay nhờ. Chào Siro. Thôi nào để kệ cho hai em chơi đi. Rất là yêu. Hai thằng mông cọc cùng với lại một dàn rốt Tây tan lẫn lộn. Nuôi mấy con chó là cả ngày lúc nào cũng có việc bận. Chơi với chó nó cũng là một công việc. Vừa là thư giãn và vừa là công việc luôn. Nào không gặm chân. Bụp giờ.
Thôi Messi ơi, kệ em đi. Thôi nào. Kệ cho nó đi, nó còn trẻ con nó chưa biết gì. Trẻ con nó có biết gì đâu. Nên là không chấp với nó nhá. Nào. Núi. Núi có thích gặm chân không? Gặm chân là phạt đấy nhá, chứ không phải chuyện đùa đâu. Đá. Đá có thích gặm chân không? Thôi Yumi, Messi à. Kệ em đi. Đã bảo em nó còn bé, nó chưa biết gì. Em nó bé, nó biết gì đâu. Đây, nó đang gặm chân này. Gặm chân thì lại hất nó ra. Núi nào. Hư nào. Nào. Núi. Biết sai mà vẫn còn làm, có thích gặm không? Có thích gặm chân không? Nào. Liếm thôi. Gặm 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 đau chân anh bụp chỉ dở chứ đi. Làm ra. Phải rồi. Nằm yên. Không gặm. Pila. Pila chơi mình. Pila. Pila nhìn ra đây xem nào. Nhìn ra đây nào. Pila. Để lấy cái ảnh nào. Nhìn đây. Thằng núi này có thích chạy gối không? Núi có thích chạy gối không? Đây, chơi cái bài này. Khi mà nó cắn là chơi cái bài này. Cắn chân là lấy chân để giữ luôn. Nào, sai nào. Đấy, như thế thì chúng nó sẽ biết, chúng nó sẽ không gặm nữa. Trẻ con thì nó hiếu động, nó thích nghịch. Nào. Có thích ăn bụp không? Liếm thôi. Nhá. Gặm là bụp đấy. Ok. Rồi ra ngoài kia chơi đi. Giống mông cọc đuôi này, giống chó mông cọc đuôi này, nó rất là quấn người. Đây này, hất ra như này nó lại tưởng là nô với nó này. Núi à? Núi. Núi có thích ăn bụp không? Đừng có gặm. Gặm này anh bụp đấy. Đây là chó ta nào. À đây nhá, mọi người mà ai mà nuôi chó mà xuống nó gặm như này là chơi cái bài này này, là nó gặm này, đâu rồi, đưa ra đây. Nếu con nào gặm này cầm luôn mồm như này cho nó khó chịu thì thôi, khi nào nó khó chịu thì mới thả nó ra. Đấy, cầm luôn vậy, không cần phạt gì đâu, cầm thế là đủ rồi. Thì sau chúng nó sẽ biết là khi mà chúng nó gặm như thế là chúng nó sẽ bị cầm mồm như thế, nó rất là khó chịu, nó sẽ không gặm nữa. Bởi vì là chó con nó rất là yêu chủ và nó muốn chơi tương tác với chủ, nhưng nó không biết cách, cho nên là nó dùng cái cách nó dùng mồm nó gặm, là do nó muốn chơi với chủ thôi. Nhưng mà chúng nó gặm là cái răng của chúng nó gặm rất là đau ấy. Maxi là hôm nay là bầu bụng khá là to rồi. Núi đá. Chào hai đứa. Chào đá.
Treo núi. Đá. Núi. Đây nè. Rồi, làm đấy. Làm yên, làm yên, làm yên. Núi lên này, đá cũng muốn lên. Đừng có rơi. Ui trời. Nào, nó cắn chân em à? À, nó cắn chân em à? Mỗi con lên một lúc nha. Thế giờ núi xuống này. Cho đá lên. Đá đâu? Ui trời. Đây này. Nó đỡ lằng nhằng. Đá lên thì núi lại cắn. Đá đâu? Qua mặt đây nào. Nào. Không nhá. Nào. Có thích cắn không? Liếm thôi. Không cắn. Nào ngã ra.